cả mọi người đang xem kênh của Thi Suýt Cuộc Sống Nông Thôn Thì Xí. Thì mọi người ơi, hôm nay thì mọi người cũng thu hoạch cho Thi nha. Đây là thành quả hôm nay Thi đã thu hoạch hồi nãy rồi nha mọi người. Thì mọi người muốn xem full video cũng như nhiều cái video về cuộc sống Thì Xí nè, cuộc sống của Thi ở Thì Xí nè, cuộc sống là vườn của Thi nè, thì mọi người đừng có quên ghé kênh Thi Suýt. Thi sẽ để cái đường link ở dưới và ở trên cái màn hình Thi sẽ kèm vô cái kênh của Thi nha. Mọi người về bên đó thì đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo của Thi. Ở đó thì Thi đang rất là nhiều video luôn, tại vì cái kênh này của Thi nó bị lỗi thì không có đăng nữa nha mọi người. Cho nên mọi người làm ơn ghé qua, chịu khó ghé qua một xíu và đăng cái kênh ủng hộ cho Thi nha, để coi cái tập mà Thi thu hoạch. Đây là cái vườn bầu của Thi nha mọi người. Thì vườn bầu này hôm bữa trước rất là nhiều luôn mà Thi hái hết rồi, cho nên mọi người có tò mò không thì coi cái hành trình làm vườn của Thi từ lúc mà cái vườn này nó chưa cái gì cho đến lúc Thi hái quả nha. Đây nè mọi người, thấy mê không mọi người? Đây là thành quả hôm nay Thi hái đó nha.